ngày 30 tháng 8 năm 2022. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức chương trình triển khai xây dựng khu dân cư sạch đẹp giai đoạn 2022-2024. Hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tại sự kiện này, Hoa hậu Môi trường Việt Nam Nguyễn Thanh Hà đã cùng với lãnh đạo của thành phố, các sở ban ngành trồng 2 cây bàng vuông do cán bộ chiến sĩ Trường Sa trao tặng, trồng nhiều cây giáng hương tạo bóng mát tại công viên Him Lam, quận 8, trao tặng hàng trăm chậu kiểng cho nhiều hộ dân tại địa bàn phường 4, quận 8 với mong muốn mỗi người dân sẽ cùng trồng thêm cây xanh, hoa kiểng để tạo một môi trường xanh sạch đẹp. Là một công dân của thành phố thì Thanh Hà nghĩ trách nhiệm của Thanh Hà cùng với các bạn trẻ là cùng nên chung tay để mà bảo vệ môi trường. Mọi người có thể làm những cái việc nhỏ nhặt như là lượm rác nè, không xả rác bừa bãi để giúp cho cây xanh bóng mát của thành phố ta ngày càng phát triển hơn. Mục tiêu của Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra là đến cuối năm 2022 xây dựng được 500 khu dân cư sạch đẹp và đến cuối năm 2024 hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 1.500 khu dân cư sạch đẹp.